này thiện hiện Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nếu chẳng hành mười địa Bồ Tát là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành mười địa Bồ Tát hoặc thường hoặc vô thường là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành mười địa Bồ Tát hoặc lạc hoặc khổ là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành mười địa Bồ Tát hoặc ngã hoặc vô ngã là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa chẳng hành mười địa Bồ Tát hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành Bát Nhã Ba La Mật Đa vì sao này thiện hiện tánh của mười địa bồ tát còn không có sở hữu huống là có mười địa bồ tát hoặc thường hoặc vô thường hoặc lạc hoặc khổ hoặc ngã hoặc vô ngã hoặc tịnh hoặc bất tịnh này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa nếu chẳng hành năm loại mắt là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sáu phép thần thông là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành năm loại mắt hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sáu phép thần thông hoặc lạc hoặc khổ là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành năm loại mắt hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sáu phép thần thông hoặc ngã hoặc vô ngã là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành năm loại mắt hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa chẳng hành sáu phép thần thông hoặc tịnh hoặc bất tịnh là hành bát nhã ba la mật đa vì sao này thiện hiện vì tánh của năm loại mắt còn không có sở hữu huống là có năm loại mắt hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh, tánh của sáu phép thần thông còn không có sở hữu, huống là có sáu phép thần thông hoặc thường hoặc vô thường, hoặc lạc hoặc khổ, hoặc ngã hoặc vô ngã, hoặc tịnh hoặc bất tịnh.